Vâng, chào tất cả các em thủ nha. Bắc Trung Nam, anh Medo Câu Cá đã quay trở lại video ngày hôm nay. Video ngày 6 tháng 11, video trên tập của mình có 2 mẫu cần và một con máy. Thì video hôm nay là cuối tuần nha, thì em hỗ trợ cho anh em tiền ship hết nha, bao ship tất cả sản phẩm ở đây. Thì giá trên sản phẩm đã bao gồm tiền ship, anh em nhận hàng, đồng kiểm tra hàng, dứt thanh toán nha, không phát sinh thêm 1.000 nào nữa. Thì em có cho mình con máy cò tay, những dòng mà cần một con mini nha và một con tay cần tay lông ngắn của Gamma, cứng tầm khoảng 4H54 nha, cực kỳ ok. Một số cần chất liệu GrabFit, cần lưu, cần 2 khúc, 3 khúc đánh biển nha. Giá rẻ thôi, hơn 200 ngàn một xíu. Và một cặp này, cho các mình một cặp nha, dạng ISO. Một đáy thêm các mình một cặp cần tay của dòng này FT như này, 4m5 và 7m2 nha. Cực kỳ ok cho mình này. Phôi kẹp bằng xoắn 2 da. Ở em nhầm nha, một con NFT và một con C như này. Một con C, một con NFT. Phôi kẹp bằng da 2 xoắn 2 da hết. Ở đây thì có một con 8m1 nha, săn hàng này, cần tay, cần 2 khúc của Tenview, còn mới tinh nha. Mới tinh. Giá bên Nhật thì rơi cho mình tầm khoảng 10 triệu á, thì em sẽ để mình giá bằng 1/3 thôi. Còn một con cần lục của đây qua AC nha, 4m5, một con cần pad nha, cần lô. Có những dòng như là 2-3 khúc chuyên dụng anh em đánh biển này, đánh biển đánh ngâm nha, câu mực này. Hoặc là mình có thể là đánh những dòng đánh biển như này, quen gold, pad gold nha, một khúc rất là đẹp. Rồi ok, tất cả sản phẩm anh em sẽ hỗ trợ tiền ship cho mình hết nha. Anh em nhận hàng đồng kiểm cho thanh toán. Chốt đơn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại Zalo bên em là Duy 0923534779. Con máy số 1 đầu tiên em sẽ lên cho mình là con máy của dòng Daiwa nha nè. Daiwa Emblem 3000 LBT nha. Là tình trạng máy thế này. Nội địa Nhật Bản nha nè, Made in Japan nè. Con này máy có tay thiết độ mình câu ISO. Đây lô cước máy thế này. Thì những cái dòng mà thời đa số của nó là mua chết cho nè. Đây mua chết cho mình nha. Đây mua chết cho mình nè. Thì gạt cước này. Con này xe thử cũng tầm khoảng vào 3.500 nha nè. 3.500-4.000 cho mình á. Gạt cước mượt nha. Còn lăn cước độ ok hết nè. Còn rất là mới nha. Con là thì máy cò tay hàng nội địa Nhật cho mình. Thì em sẽ test máy cho mình nha. Thì có thể sẽ có hai chế độ nha, một chiều này, hai chiều này. Đây hai chiều nha. Cái này là cước ra nha, cước vô nha, còn cái này cước ra này. Cước ra là sẽ bị ăn lại nha. Đây, cái kéo là bấm nha, thắng rất là ngon nha. Test cho mình này. Đây, thắng rất là ngon. Còn cái chế độ hai một chiều của nó thì ok rồi. Chúng con máy rất là mượt. Thì em tạm thuận tay phải hơn. Thì em sẽ quay cho anh em xem nha. Đây, một chiều có độ giật giật này. Ở tình trạng là ok cho mình rồi. Đây, thắng nha nè. Đây, thắng rất là ngon nha. Thế là mình câu ISO. Con máy này thì giá là 700, thì hôm nay sẽ bớt cho mình là giá 600 nha, 600 ngàn bao ship cho mình. Đây gọi emblem nha, 3000 BT này. Cước số 3 200m, cước số 4 150 và cước số 5 120m nha. Tình trạng này có xây xước ạ, hàng nội địa Nhật. Rồi, cần thì em sẽ có một số mẫu cần cho mình như sau. Con cần mini, mã số 1 là cần mini của dòng là Ryobi nha nè. Ryobi này. Con thông số cần là độ dài là 2m1, độ cứng 10, con hàng Korea. Tình trạng thì có xước nè. Đây có xước dâm nha. Có xước dâm như thế này. Đây. Còn lại rất là ok. Bắt là bắt vạn Fuji, Ryobi chính hãng, dàn khoen Fuji nha. Loại xứ đá xám. Con rất là nhỏ gọn nha. Thế là bạn em cô lô này, cô đơn. Rất là gọn luôn. 41cm cho mình thôi. Ngọn con này thì ngọn lớn. Nó bị hụt một xíu ngọn như này. Em đo cho mình được là hiện tại là còn 2m05. Hụt 5cm ngọn. Ngọn con này là 1.8 ly, ngọn đi kèm cho mình khoan chạy này. Đây, phôi carbon nha. Carbon xoắn vân này. Đây, carbon xoắn vân cho mình nha. Tình trạng thì có xây xước, 2m1 cứng 10. Rất là nhỏ gọn luôn, trọng lượng con này chỉ có 110g thôi. Mã số 1, giá con này em để cho mình 550 như này. 550.000 bao ship nha. 550 bao ship cho mình. Không hụt một xíu. Rồi, con mã số 2, thì em có cho mình con cần tay lóng ngắn của dòng Gamma như này. Gamma Casu, carbon sliver. Độ dài con này là 5m4 nha. Con này thì nó được bọc cho mình cái màng này. Màng coi như cầm cực kỳ chắc tay luôn. Con này phôi dài nha. Độ cứng cao. Anh em có thể đánh chép, đánh rô, đánh giết được hết này. Gamma Casu 5m4 lóng ngắn. Con này ngọn cần thì ngọn nhỏ thôi. Ngọn với là ngọn 0.7 ly. Ngọn đặc này. Thì con này anh em lấy thì em sẽ hỗ trợ cho mình nha. Cuốn chỉ chống nổ luôn. Đây Gamma nha. Phôi Gamma như thế này. Còn đẹp nha. Con này phôi tương đối dày ạ. Con này đánh chép cũng được cho mình luôn, lóng ngắn rất là gọn nhẹ. Gamma Casu nha em. Những cái tầng tay lóng ngắn em thấy rồi ít ít nha, hầu như rất là Gamma Casu cho mình luôn. Cái này thì cái lóng thứ nhất của nó thì nó phủ một lớp keo, dạng keo phản quang á. Và cái lóng thứ hai thì nó cũng được phủ này, keo phản quang, tới cái này không ảnh hưởng gì nha. Cái này thích thì em cạo cho sạch và mình cuốn chỉ đầu cần cũng được này. Con này thu gọn của nó 50cm nha, 5m4 thu gọn 54cm cho mình. Phối rất là dày. Đây, Gamma Casu nha. Còn này anh em đánh chép nha, chép 2-3 kg ok hết này. Bo cực kỳ tốt luôn. Phôi carbon, Gamma Casu.
những dòng tay lông ngắn rất ít. Con này trọng lượng của cần là 180g, ngọn 0.7 ly, mã số 2, giá 1 triệu như này. Gam cái xôi nha, 1 triệu cho mình ạ. Và mã số 3 thì em có cho mình con cần lưu máy ngang nha. Chất liệu con này là graphite, cần lưu máy ngang. Đây, cần lưu máy ngang như này. Khoen của nó đều là khoen inox nha. Đây, khoen inox. Chỗ này thì cái tem của con thôi. Đây, chính keo nha. Keo thì bỏ mọi người gì. Rồi con này thì là cần lưu máy ngang. Pad con này là pad Fuji nha. Pad Fuji này. Pad Fuji. Máy ngang, tay cầm thì được bọc da. Độ dài cần con này là 1m8, độ cứng là ML. Con này dạng là cần đặc, cần chất liệu graphite cho mình. Ngọn là 2 ly. Con này trọng lượng là 200g. Mã số 3 như em, giá là 230.000, đã bao gồm tiền ship nha. Đã bao gồm tiền ship cho mình ạ. Đây. Cần lưu máy ngang, chất liệu graphite. Mã số 3 giá là 230.000. Mã số 4 thì có cho mình con cần 2 khúc, còn đánh biển này, đánh biển như em, cực kỳ bạo lực luôn. Cần này của hãng là Daiwa, con này có độ dài cần là 2m1 nha, 2m1, hàng nội địa Nhật Bản, chất liệu graphite. Bát inox Daiwa chính hãng luôn, còn dàn khoen của nó đều là dàn khoen Fuji. Dạng Daiwa nha, khoen rồng rọc Daiwa chính hãng cơ này. Đây. Khoen rồng rọc như này. Đó có dòng Daiwa chính hãng của mình đây. Daiwa này. Chính hãng theo cần nha. Đây khoen rồng rọc, những dòng thích là đánh biển. Con này ngọn của nó cực kỳ lớn luôn, ngọn của nó là ngọn 4.5 ly, con rất là cứng như này. Con này ngọn rất là cứng, độ cứng con này tầm khoảng vào 150 đến 200. Tính theo cần hai khúc nha, chất liệu graphite. Thì con này trọng lượng của nó phôi dày 550g, cán của nó là cán gỗ nha. Đây, cán của nó cán gỗ này. 550g. Mã số là mã số 4, giá con này là 400, đã bao tiền ship cho mình, 400.000, 2m1, đánh biển nha, đánh biển đến bạo lực này. Đây, cứng tầm khoảng 150 đến 200. Mã số 5 thì em có cho mình con cần 3 khúc. Đây, con cần 3 khúc dòng đây qua, con này cũng chất liệu graphite luôn. Con này cũng dạng câu biển như này, câu biển câu bạo lực cho mình này. Cần 3 khúc của dòng Olympic, độ dài con này là 3m như này, 3m, độ cứng là khác cho mình nha. Đây, những dòng thì dạng như là ngọn đặc cho mình nha, ngọn đặc, ngọn tháp này Olympic. Khoen con này cũng dạng là khoen rồng rọc luôn. Đây khoen rồng rọc của dòng Olympic nha, cái đầu bu thì nó có thể 360 độ được này. Đây Olympic 3m, 3 khúc. Cán là cán gỗ nha, cán gỗ, con này thì ngọn là ngọn lớn. Con này chất liệu graphite, ngọn của nó đo cho mình là ngọn 4.2 ly. Độ cứng con này cũng đo cho mình tầm khoảng vào 100 nha. 100 ạ. Đây độ cứng này cũng tầm khoảng 100 cho mình nha. Hơi cũ cho mình một xíu. Chất liệu graphite 3m, độ cứng khác khác cho mình. Nó tình trạng như thế này, còn nguyên bản nguyên zin và khoen đồng rọc. Trọng lượng của cần là 580g, mã số 5, giá 450, bao gồm tiền ship nha, 450.000. Mã số 6, ở đây lấy cho mình con cần 2 khúc, chất liệu graphite luôn. Đây, cần 2 khúc. Cần này hàng Nhật Bản cho mình như này, độ dài của nó là 2m. Thông số thì ở đây nó có những bị phai rồi. Đây 2m. Con này ngọn của nó thì ngọn lớn, ngọn 4.2 ly. Độ cứng con này cũng tầm khoảng vào 5 đến 80 á, tầm khoảng 80 á. Là chỗ này bọc inox nha, và khoen là khoen inox hết này. Những dạng của nhà đánh biển luôn. Bắt là bắt vặn inox cho mình luôn. Đây, bắt vặn inox nha. Chất liệu graphite, cán là cán gỗ. Tình trạng của nó những dòng thì thích là mình đánh ngâm, để lăn xê câu sông ao hồ, mà dạng mình thích đánh cần rẻ cho mình á. Con này thì trọng lượng 580g, ngọn 4.2 ly, độ dài là 2m4, mã số 6. Giá là 380 nha em, 380.000 cả ship luôn ạ. Thì cái con này thì đóng nước và tiền ship thì cũng cao, tại vì trọng lượng nó cũng ok nha, nên là cũng chẳng được bao nhiêu. Nên em bán giá rẻ cho mình rồi ạ. Rồi tiếp theo thì em có cho mình con số cần carbon như này. Đây là carbon hết. Một con cần súp dòng carbon, con này dạng ISO khoen lớn này. Đây, ISO khoen lớn cho mình. Cái này có số hãng là Seamark như này. Seamark đa số là hàng Korea xuất thị trường Nhật. Độ dài con này là 3m6, độ cứng là 20. Đây dạng cần súp carbon rod. Tình trạng như thế này. Tổng thể cần nha. Pad con này pad Fuji F7, dòng khoen Fuji, dạng khoen lớn, ngọn của nó là ngọn 2.3 ly. Độ cứng 20, 20 thì cũng dạng vừa thôi. Đây, ngọn có một này, hai khoen chạy nha. Phôi carbon xoắn vơ. Tình trạng cần như thế này. Còn ok cho mình hết nha, 36 cứng 20. Thì con này có thể đánh ISO hay mà đánh súp, đánh lục đầu cần, câu đơn được cho mình hết. Những dòng thì cũng dạng cứng ạ. Ngọn 2.3 ly, trọng lượng 290g, mã số 7, giá là 650, 650.000, 36-20. Mã số 8, em có cho mình con cần ISO, con này cũng dạng ISO khoen lớn này. Đây, ISO khoen lớn nha. Cái này của hãng là C nha, đây Shimano, con này hơi cũ cho mình ạ. Độ dài là 5m4, độ cứng 3. Đây, phôi carbon, hàng nội địa Nhật, bát vạn Fuji F22. Tay cầm thì nó được bốn keo này, bốn keo cho mình cầm chắc tay thôi, cũng không ảnh hưởng gì.
Dàn khoen là dàn khoen Fuji loại xi đá xám. Đây khoen cỡ như thế này. Độ bu Fuji chống xoắn nha. Có đây ngọn của nó đo cho mình là ngọn 1.6 ly, độ cứng 3, hạ tay cũng tầm khoảng 4 hát cho mình. Ngọn đi kèm 1 2. Đây có 3 khoen chạy nha. Phôi carbon xoắn vân. Đây, tình trạng thì nó hơi cũ, có bục phụ lớp bóng 2K ở ngoài á thì lâu ngày nó bị chóc ạ. Như thế này nha. Tại sẽ báo rõ tình trạng cho mình thì giá sẽ rẻ hơn những con khác ạ. Rồi khoen Pat Phương Bắc Fuji dạng ISO khoen lớn cho mình này. ISO khoen lớn. Con này thì trọng lượng của nó là 340 g ngọn 1.6 ly mã số 8 giá 600 đã bao gồm tiền ship ạ. Rồi tiếp theo mã số 9 thì em có cho mình con cần tay. Con này của Shimano nha. Shimano ISO hạ tay nha. ISO hạ tay rất đẹp này. Tay cầm thì được quấn chỉ nha. Con này thì chuyên dụng như thế này mình à. Rosic cực kỳ ok luôn, độ cứng tầm khoảng 3 hát thôi. Đây rất là đẹp nha. Phôi cạch ba xoắn hai da hết. Phôi cũng dạng tương đối dày, những dòng này thì anh em biết rồi. Đây, có nắp chụp kèm nha, con này không có cái nắp chụp trên. Thì anh em con này dạng ISO á thì anh em lấy á thì em sẽ có một cái nắp chụp kèm nha. Cái nắp chụp ISO kèm cho mình. Rồi con này thì em đã quấn chỉ nha. Đây, đã quấn chỉ lên keo chống quỷ chống chỉ này. Chống nổ cho mình luôn. Thì cái con Gamma này nha. Anh em muốn về đánh chép á thì em vẫn hỗ trợ cho mình này, quấn chỉ và lên keo cho mình luôn. Còn Gamma này nha, lóng ngắn này. Em nghĩ là nên lên keo quấn chỉ đi, tốt hơn. Thì em sẽ hỗ trợ cho mình nha. Những cái này thì em sẽ hỗ trợ miễn phí. Anh em chuyển khoản hoặc cọc trước thì em hỗ trợ cho mình hết này. Đây, phôi cảm ơn xoắn hay da nha, rất đẹp. Shimano 4.5 độ cứng tầm khoảng 3H, con này ISO hạ tay thì bên Nhật người ta đã hạ cho mình rồi. Em chỉ về em chỉ quấn chỉ lại thôi. Tay cầm thì được quấn chỉ này. Là update đầy đủ luôn. Ở độ ở đây này, cái độ như này. Nó độ như này. Đây có rất là đẹp, phôi ok hết. Cứng tầm khoảng 3H. Đây, đã quấn chỉ nha. Quấn chỉ trong nổi rồi. Con này có mã cho mình là mã số 9 nha anh em. Mã số 9, con này trọng lượng 140 g, ngọn 1 ly. Cứng là cứng 3H, giá là 800. 800 ngàn. Đã bao gồm phí ship ạ. Nó đi kèm cho mình 5 lóng nha. Kèm cho mình 5 lóng. Còn cũng đẹp này. Rồi mã số 9. Con này mã số 9 cho mình. Shimano ISO hạ tay 4.5 nha. Giá 800. Rồi tiếp theo thì em sẽ lên một cần tay nha này. Của dòng này FT 7.2. Thế này mà hỏi 7.2 rất là nhiều nha. Thì lâu mới về được một con. Thì con này thì nó kèm cho mình có nắp chụp nha. Nó kèm một cái nắp chụp như thế này. Thì anh em lấy thì em sẽ gửi cái nắp chụp này kèm luôn. Rồi cần tay carbon NFT, độ dài của nó là 7.2 như này. Đây dòng bao lớp nha. Phần bản xoắn hai da hết thì con đã được bên Nhật người ta độ cho mình cái cán cầm rồi. Cái cán độ cái cán thì giờ hiện tại nó lớn hơn một xíu. Thì em sẽ đo cho mình cái cán gốc sau này á. Đây là 25.8. Còn gốc trên này là chỉ có 22.5 thôi. 7.2 như này, con này cần ra tương đối thẳng nha. Cho mình ra tương đối thẳng cho mình độ cứng tầm khoảng 5H, 7.2. Đây, anh sẽ tháo tất cả cái lóng cho mình xem nha. Xem kỹ hơn. NFT. Rất đẹp nha. Thì con này chuyên dụng cho đánh chép này, đánh chép câu suối đều được hết, rất là nhẹ nha. Rồi cần như thế này để em cho mình xem hay là lấy lóng ở trên trước hai cái lóng gốc thì em cho sau. Rồi hai ngọn cái khúc ở trên đó trừ hai khúc trên thôi. Đây hai ngọn trên đó là phôi carbon xoắn vân, còn các lóng của nó đều là carbon xoắn hai da này. Đây carbon xoắn hai da nha. Thì con này đã được quấn chỉ như này. Đây đã được quấn chỉ chống nổ hết này. Cái này thì quấn từ bên Nhật về nha, hàng bên Nhật về có sao báo vậy. Hoặc những cái nào về mà chỉ hứa thì em cũng lại em sẽ báo cho rõ cho mình hết. Đây. Phôi nói thì xong. Phôi cần nha. Cái này thì nó sơn cái màu đỏ thôi, cái này cũng chả ảnh hưởng gì đến cần này. Nó thích sơn cái lóng này không biết làm gì á. Còn ảnh hưởng như thích thì mình lau như này. Rồi hai cái lông gốc của mình như sau. Thì con này nó đổ cho mình được cái gốc rồi nha. Gốc của C. Vô. Đây. Tình trạng là có xây xước nha. Cứng tầm khoảng 5H, ra cần thẳng, quấn chỉ chống nổ cho mình hết. Phôi tương đối dày, 7.2 mà con này trọng lượng chỉ có 270 g thôi. Cực kỳ nhẹ như này. 270 g rất là nhẹ cho mình luôn này. Đây. Phôi thì cũng dạng tương đối nha, không dày lắm. Tại rất là nhẹ nha, 7.2 mà chỉ có cho mình là 270 g thôi. Đây, thích hợp anh em đánh chép như này, độ cứng tầm khoảng vào 5H, trong con này ra thẳng á. Em test cực cho mình rồi. 5H cái 7.2 á thì nó sẽ không bằng những dòng mà 5H 6m hoặc là 5H của 5m4 như này. Mình cứ xài những người Nhật mình biết rồi. Có thì phôi cũng tương đối ok. Thì tất cả các lóng của nó đều là phôi carbon xoắn hai da hết. Nó trừ cái lóng gốc và lóng ngọn thôi. Đã quấn chỉ chống nổi rồi. Thì cái
con này thì nó về thì nó không có cái nắp chuột và không có cái bao vải kèm. Tình trạng nó về như sau thì em báo rõ cho mình như vậy nha, để mất công anh em mình đến nơi thì bán không có nắp chuột này. Rồi phôi cảm ơn xoắn hai da hết, cuốn chỉ chống nổi nha, tình trạng rất là ok. Con này trọng lượng của nó là 270g, ngọn 1.7 ly, cứng 5H, mã số 10, giá là 2.200.000, 2.200.000 nha. Nó sẽ đi kèm một cái nắp chụp như thế này, nắp chụp này không phải nắp chụp zin nha. Cái nắp chụp này, cái này bên Nhật về có sao thì em gửi cho mình đi luôn. Giá là 2.200.000. Rồi mã số 11, thì em gửi cho mình con cần tây carbon, độ dài là 8m1 của dòng NGK này. Carbon rod, phôi carbon, xoắn vân, có một cái nắp chụp kèm. Rồi 8m1 nha, con này thì phôi tương đối dày này. Độ cứng con này test cho mình tầm khoảng 5-6H nha. Đây, chép, ok hết này, phôi rất là dày này. Đây, cái lóc coi như sau. Phôi carbon xoắn vân như này, có hơi xước nha. Để cho mình xem trên ngọn đi, gốc này nó không thấy lắm. Con này thì thu gọn tương đối này, con này 8m1, gốc của nó em đo cho mình là, đây, gốc của nó là 26.9 nha, 26.9 cũng tương đối thôi, chứ không to lắm, cũng vừa. Con này thì phôi nó dày, độ cứng cao tầm khoảng 16H, 8m1. Ngọn của đám đo cho mình là ngọn 1.8 ly, đây ngọn 1.8 ly nha. Con này phôi cần là phôi carbon xoắn vân hết, thì những dòng này anh em cọc chuyển khoản sẽ hỗ trợ cho mình luôn, cuốn chỉ chống nổ nha, để anh em về mình đánh tốt hơn. Cái con này FT á thì bên Nhật người ta cuốn rồi, còn cái con này thì anh em muốn thì em sẽ cuốn chỉ lên keo luôn, giống như cái con si cho mình nha, con si 4.5 ạ. Đây tình trạng cần như thế này nè, cần ra thẳng, những con này chấm đen á, chép rồi đánh ok hết này. Con này trọng lượng phơi cũng tương đối dày này, đây phơi con này thì cũng tương đối dày cho mình, trọng lượng 400g, ngọn 1.8 ly, mã số 11, giá là 1.500.000 nha, 1.500.000. Rồi mã số 12 thì em có cho mình con cần hai khúc của dòng Tenview mới cứng. Con thì lúc trước thì em đã lên một con cứng hơn nha, thông số của nó cứng hơn thì em đã bán rồi, để em cho mình xem tình trạng con này trước đây. Con này cho mình là hai khúc nha em, Tenview mới cứng, phôi carbon xoắn này, caro toàn thân, đây khoen là khoen titan như này, cho mình xem này. Độ dài cần là 3m9 nha. Con này tải mua cho mình là từ 2 1/2 UZ, còn 3 LP, tầm khoảng 15 kg là vừa này. Tenview hàng nội địa Nhật Bản, tem vàng đầy đủ, còn bao vải nha, để cho mình xem thông số bao vải sau. Phát là bất vạn Fuji. Rồi em cho mình xem khoen nha, con này khoen của nó này, khoen rõ cho mình như này. Con này khoen đề ba cũng cần, đây khoen đề ba nha, là khoen Fuji titan như này. Titan niệm này, khoen trắng này, còn những cái khoen này á đều là khoen Fuji này, dạng titan cho mình luôn, để nó không đánh titan thôi. Khoen trắng thì anh em xài nhiều biết rồi, những dòng đều là titan hết nha, này, những dòng đều là titan niêu mất. Phôi còn mới cứng này, con thì độ cứng của nó tính theo cần hai khúc á, thì nó cứng tầm khoảng 8 đến 100, rất là cứng nha. Để test ngọn như mình này, rất là cứng, gắn vào con này đánh tra đánh chim câu lưu được hết cho mình này. Tại những dòng mà nước sâu á, ao sông hồ tự nhiên ok hết, còn mới cứng cho mình nha, chưa sử dụng qua luôn. Em cho mình xem cái bao này, cái bao của nó thì đi kèm cho mình là có hai ngăn nha, còn mới tinh. Đây Tenview như này, nội địa Nhật này, bao này hơi đắt xíu, nội địa Nhật như này, made in Japan. Nó sẽ kèm cho mình một cái thẻ này, đây thông số như sau, Tenview nội địa Nhật Bản như này, đây có cái tem. Trọng lượng là 316g, ngọn 2 ly, hai khúc cho mình nha, ngọn 3 ly. Con này gốc là 17mm, 3m9, thu gọn 197cm, bên Nhật là giá gốc là 53.000 yên. Nó rơi cho mình tầm khoảng vào gần 10 triệu như này, tầm khoảng gần 10 triệu. Thông số tải mồi là trên 70g, 2 1/2 UZ, tải cá tầm khoảng mắt là 16 LP. Đây, Made in Japan như này, Made in Japan nội địa nha, còn nguyên cái bịch cho mình luôn. Thì con này thì giá của nó thì em để cho mình là giá 1/3 thôi, chỉ 1/3 nha, giá con này mới cứng, chưa sử dụng qua cho mình. Con này có mã số là mã số 11. 12 nha anh em, mã số 12, giá con này là 3 triệu nha, 3 triệu nha. Em có bao ship cho mình. Thì những dòng này á thì em sẽ đóng nước lớn nha anh em. Con này là phi của nó tầm khoảng là đóng nước tầm khoảng trên 90 mà ống nước gần 2m. Thì anh em lưu ý nha, khách quen bên em á thì ok, em sẽ không cần cọc nha. Còn những anh em mà là lạ mua con này á thì anh em lưu ý cọc giùm em chút một ít. Tại con này thì rất là khó cho bưu tá giao hàng. Em thấy là khổ nha, rất là dài. Rồi tiếp theo thì mã số 13 thì em có cho mình con cần lục 4 khúc, chuyên dụng với những anh em nha, đánh lục này, đánh lục xa bờ, sân hàng á. Cần lục của dòng là Shimano,
Shimano nha anh em, dòng Aerocat, độ dài của nó là 4,5 m nha, 4,5 m. Đi kèm cho anh là 4 khúc nha. Bát Fuji F7, dàn khoen con này dàn khoen Fuji. Đó, xí đá xám này. Đây. Độ cứng DS thì con này độ cứng tầm khoảng vào 27 nha. Ngọn em đo cho mình là ngọn 2.4 ly. Đây ngọn 2.4 ly. Đấu sẽ bị chống nổ này, tình trạng nó thế này. Phôi carbon xoắn vân, nguyên bản nguyên zin của dòng Aerocat nha, 4 khúc. DS thì con này nó cứng tầm khoảng vào CS đối với cần rút nha. Đây, tình trạng như thế này. CS đối với cần rút. Đây, tình trạng nó ok. Nguyên bản nguyên zin như mình luôn. Con này thì trọng lượng của nó là 550g, ngọn 2.4 ly, 5.3 nha anh em, 530g, 2.4 ly, mã số 13, giá con này là 3 triệu nha, 3 triệu cho mình. Aerocat 4,5 m cứng DS dòng Shimano. Giá này sale nha anh em, sale là có 3 triệu thôi. Bao ship nha, giá gốc trước của nó là 3,2 triệu. Rồi tiếp theo sẽ có cho mình con cần 2 khúc, con này cần lưu nha anh em, cần lưu 2 khúc. Các bạn này mình lưu gần nè, lưu lục bình nha. Đây, cực kỳ ok. Cần hai khúc, cần có dòng là phát cho anh em. Đây, và là MS này, cần này có cái giờ nha, chuyên xuất Âu cho mình. Thông số như sau, con này dạng cần lưu hai khúc, máy đứng. Độ dài con này là tầm khoảng vào 3,3 m nha em. 3,3 m, gần 3,4 m á. 3,4 m cho mình luôn, con này tầm khoảng 3,4 m cho mình. Rất là dài ạ. Thông số tải mồi cho mình là từ 3/8 đến 1/2 OZ, nó tầm khoảng vào 50g. Tải cá thì mát 22 LP, nó tầm khoảng vào 11-12 cái cá tải được này. Hàng nội địa Nhật nha, chuyên xuất Âu, tem vàng đầy đủ. Tay cầm cán mút, bát là bát vàng Fuji chữ vàng. Tất cả dàn khoen đều khoen full xích nha. Đây khoen full xích cho mình hết này. Cho mình xem khoen đề ba con này. Khoen đề ba là khoen 30 nha anh em, khoen 30H, ngọn thì ngọn lớn, ngọn này em đo cho mình là ngọn 2.5 ly. Tình trạng thì có hơi xê xước nha. Xê xước chứ còn nguyên bản nguyên zin. Những dòng thích là mình lưu nha, lưu lốc lục bình này. Dạng bạo lực cho mình cũng được, gọi tầm khoảng 3,4 m, 3,4 m nha, 3 m và 3,8 m cho mình đó. Đây thông số như này, khoen full set hết. Đây dòng phát như này, tình trạng rất ok. Cứng tầm con này cứng tầm khoảng 10H á, 10H đánh giá thật nhá, hơi đều được này. Con này trọng lượng của nó thì em đo cân được cho mình là 290g, ngọn 2.5 ly, mã số 14, giá là 2,5 triệu, 2,5 triệu. Rồi mã số 15, các chú mày có cần Hechi chuyên dụng cho mình câu bè, hai khúc carbon. Cơ này carbon, độ dài là 2,1 m, độ cứng là 20, có dòng slipper này, phôi carbon xoắn vân. Dàn khoen của nó là đều dàn khoen Fuji dạ quang nha. Đây, Fuji dạ quang hết. Con này ngọn của nó thì em đo cho mình là ngọn 1.8 ly, độ cứng là độ cứng 20. Ngọn dạng ngọn đặc, ngọn tháp nha. Đây, phôi carbon xoắn vân và khoen phát quang này. Tức là mình có băng đêm nha, hỗ trợ mình kêu băng đêm tốt hơn này. Này thì mình có thể thấy á, thấy cực. Rồi, hàng Korea xuất thị trường Nhật, bát Fuji, khoen phát quang. 2,1 m, có chế cái dây buộc bảo hiểm cho mình nha, thật thì tháo ra không để vậy cũng được này. Cái này nó gắn vào gì thôi. Trọng lượng của nó là 200g, ngọn 1.8 ly, mã số 15, giá 600.000 đã gồm phí ship. Rồi mã số 16, thì cái này có cần 2 khúc, chuyên dụng câu ngâm nước sâu cho mình này. Cần 2 khúc. Cần 2 khúc cần này có hãng là Ryobi, độ dài 1,8 m, độ cứng 80. Cứng 80 cũng dạng cứng nha. Hàng Korea xuất Nhật, có mã code tem vàng đầy đủ, ngọn là dòng ngọn đặc, ngọn tháp này. Tất cả dàn khoen đây là dàn khoen Fuji nha. Khoen Fuji hỗ trợ đội bộ full xích chống xoắn, đấu sẽ bị chống nổ này. Cứng 80 thế là mình câu nước sâu được rồi. 80 một toàn khoảng tầm 15 m được này. Bắt vạn Fuji DPS. Đây, tổng thể như thế này. Tình trạng ok nha. Con này trọng lượng của nó là 210g, ngọn 2.4 ly, mã số 16, giá là 650, bao gồm tiền ship nha. 1,8 cứ 80. Rồi tiếp theo, mã số 17 thì có cho mình con cần một khúc, con này rất đẹp như này. Đây, tay cầm thì cán mút nha, nhãn đến biển này. Bắt là bắt gold như này, bắt tặng là bắt gold này. Dòng thì dạng dòng Mỹ như này, dòng AF Core này. Bắt sức cho mình hết này. Rồi con này Bitwater, thông số của nó thì độ dài cần là 1,8 m như này. Đây, con này 1,8 m. Con này độ dài con em đo cho mình là 1,8 m. Thông số mà tải cho mình á là 20 LP. Hai là B. Thì khoen có đây là khoen dạng khoen biển nha, khoen đồng rọc này. Có này hai khoen gốc của nó là hai khoen gold này. Khoen gold cho mình nha. À, rất đẹp nha. Khoen gold. Còn trên này thì nó chỉ có một khoen thôi. Đây, một khoen như này. Con thì dạng còn mới này. Còn mới mới và đẹp này. Tất cả đều là khoen gold nha, khoen biển cho mình. 1,8 m thì có độ cứng cũng dạng vừa thôi. Đây, cũng dạng vừa nha.
không cứng lắm. Đây, tình trạng nó rất là đẹp. 20B. Khoen gôn hết cho mình nha, một khúc như này. Hàng Sapa này. Sapa nha. Nội địa Nhật cho mình. Bắt gôn và khoen gôn. Con này thì trọng lượng của nó em cân được 470g, ngọn lớn nha, ngọn là ngọn 5 ly. Ngọn 5 ly mã số 17. Giá con này là 1.3 nha em. 1.300.000 nha, đã bao gồm tiền ship cho mình này. Đây, rất là ok. Rồi mã số 18, tiếp có cho mình con cường 2 khúc. Con cường 2 khúc có dòng đầy qua như này. Đầy qua hoặc là lock này. Con này độ dài của cần là 2m4, dòng carbon wicker, phôi carbon xoắn này, hai da. Con này thì chuyên dụng như này, mình câu mực này, câu biển đều được nha, cùng ngâm lan xe, cần carbon wicker. Hàng tay quan xuất Nhật có tem vàng mà có đầy đủ. Dàn khoen Fuji loại xi lá xám, độ bu Fuji luôn. Ở tình trạng rất là mới nha, 20. Cứng 2m4, độ cứng con này ra cho mình tầm khoảng từ 50 đến 80 ạ. Tay cầm mình cán mút bát vạn Fuji F22. Tổng trọng thể như thế này. Đây. Tay quan xuất Nhật cho em, còn rất là đẹp. 2m4 cứng thuộc 50 đến 80. Trọng lượng con này là 300g, mã số là mã số 18, giá 1 triệu như này. Ngọn là ngọn 2 ly. 2m4 cứng tầm khoảng 50 đến 80. Rồi mã số 19, đang có cho mình con cần 3 khúc của dòng Ryobi. Đây, Ryobi 3 khúc nha. Con này thì dòng carbon, độ dài cần là 3m3, độ cứng hát, độ cứng con này tầm khoảng từ 50 nha. Con này có rất là đẹp này. Dàn khoen là dàn khoen Fuji, loại xứ đá xám hết. Ngọn thì được quấn chỉ như này. Quấn chỉ zin tập cần rất đẹp nha. Hỗ trợ độ bu phu xích chống xoắn, đóng semi chống nổ. Con này ngọn là ngọn của em đo cho mình là ngọn 2.7 ly. Độ cứng con này tầm khoảng vào 50 đến 80. Đây, 3 khúc còn mới cứng luôn. Tay cầm thì con này bực bằng cán mút nha. Bắt vạn Fuji F22. Rất đẹp nha, Ryobi nội địa Nhật cho mình nè. Tổng thể cần như thế này. Khoen Fuji xứ xám hết nha. Còn rất đẹp luôn. 3m3, độ cứng tầm khoảng từ 50 đến 80. Trọng lượng 330g. Ngọn 2.7 ly, mã số 19, giá là 900.000 ạ. Rồi mã số 20, đẹp có cho mình con cần 3 khúc của dòng Alpha Tackle, hàng Korea. 3 khúc con này mềm hơn. Con này độ dài 3m3, độ cứng là 40 Alpha Tackle nha em, hàng Korea. Xuất Nhật có tem vàng đầy đủ này, phôi carbon xoắn này, hai da nha. Dàn khoen Fuji, hỗ trợ đầu bu phu xích chống xoắn, đóng semi chống nổ này. Tình trạng cần như thế này. Tay cầm cán mút bát vạn Fuji. Ngọn của đó thì em đo cho mình là ngọn 2 ly nha. Ngọn 2 ly. Đây, có buộc cho bảo hiểm đầy đủ này. Kết hợp bằng câu ngâm, lăn xe, đánh chép này. Đánh thành cầu, ao, sông, hồ tự nhiên được hết. Trọng lượng của nó em cân được 340g, ngọn 2 ly, mã số 20, giá là 700.000 cho mình thôi nha. 3m3 cứng 40, giá rẻ này. 700.000 bao gồm tiền ship này, hỗ trợ được bu phu xích chống xoắn. Rồi tổng cộng anh em có cho mình là 2 mẫu cần và 1 con máy. Thì anh em ứng mẫu nào comment mã số cộng số điện thoại. Ưu tiên mình chốt đơn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại Zalo nha, em sẽ hỗ trợ cho mình tốt hơn. Rồi chúc anh em có một ngày nha, đi câu cá thật vui vẻ này, cuối tuần thật là vui vẻ với gia đình nha, có nhiều sức khỏe này. Rồi tạm biệt tất cả anh em, hẹn gặp anh em video lần sau nha. Anh em cho một lượt đăng ký bật thông báo để không bỏ những video tiếp theo của em á. Rồi chào tất cả anh em ạ.